thưa quý vị hạnh phúc vợ chồng là cả một đời người nhưng cuộc sống là vậy muôn thủa trong câu chuyện này giữa đôi nam nữ cặp vợ chồng trong đêm tân hôn đã xảy ra những điều ngang trái và cay đắng giờ đây tôi mong quý vị hãy lắng nghe và theo dõi chi tiết về câu chuyện mà đôi vợ chồng này đã xảy ra trong đêm tân hôn như thế nào xin kính mời quý vị lắng nghe trong mắt nhiều người tôi được coi là đứa trẻ ngậm thìa vàng từ bé lại là con một nên lớn lên là đúng kiểu tiểu thư lá ngọc cảnh vàng trốn phồn hoa đô thị tốt nghiệp đại học tôi về làm kinh doanh với bố mẹ và tương lai đương nhiên sẽ kế nghiệp của gia đình Cuộc sống khá dễ chịu Cho đến khi kết hôn Đến tuổi lập gia đình Mẹ vẫn muốn giữ tôi ở lại bên họ Và tuyển một người con rể xứng tầm Tuy nhiên Tôi lại thích cậu em trai của một nhân viên trong công ty Gia đình anh có điều kiện kinh tế ở mức trung bình Không quá tốt Xong cũng không quá tệ Thực lòng bố mẹ tôi không ưng anh cho lắm nhưng vì tôi quyết tâm kết hôn với người mình yêu nên họ cũng đành chấp thuận để cuộc sống hôn nhân của chúng tôi dễ dàng hơn bố mẹ tôi đã không yêu cầu bất cứ điều gì ở nhà trai hơn nữa họ còn mua cho tôi một căn hộ cao cấp trong thành phố và một chiếc ô tô trị giá hơn một tỷ đồng tất nhiên Đám cưới của tôi, bố mẹ chỉ muốn tổ chức thật hoành tráng ở thành phố. Nhưng gia đình người yêu tôi lại một mực phải đòi tổ chức đám cưới ở quê theo đúng là truyền thống của gia đình. Điều này thực sự khiến tôi rất là tủi thân, nhưng vì sĩ diện của nhà chồng tương lai nên tôi vẫn đồng ý và thuyết phục bố mẹ tổ chức ở quê anh trước rồi làm trên thành phố sau. Đêm tân hôn vợ chồng tôi ở lại nhà chồng một tối, dự định sáng mai, hôm sau sẽ về thành phố sớm. Tuy nhiên, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ chồng bê một chậu nước vào và nói rằng anh muốn tôi rửa chân cho bố mẹ của nhà chồng. Chồng tôi giải thích đó là phong tục vùng quê anh và tôi bắt buộc phải làm. Tôi sốc đến ngỡ ngàng vì lần đầu nghe đến phong tục này dù chẳng muốn chút nào nhưng vì chồng và cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu của mình tôi đành bê chậu nước đi theo anh thế nhưng vừa bước vào phòng của bố chồng một cảnh tượng rùng mình hiện ra trước mắt khiến tôi không thể chịu đựng nổi vì bố chồng tôi ốm lâu ngày quanh năm nằm liệt trên giường nên cả căn phòng đều bốc mùi hôi hám Sọc thẳng vào mũi khiến tôi lập tức nôn ọe Phải vội vã chạy ra khỏi phòng Quan trọng hơn là Chồng chưa từng nói điều này với tôi Chứng kiến hành động của tôi Mẹ chồng tối sầm mặt lại Mắng tôi vô ý vô tứ Bà còn trận cửa không cho tôi ra ngoài Yêu cầu tôi phải ở lại thực hiện cho xong nghĩa vụ của người con dâu mới trong cơn hoảng loạn muốn thoát khỏi không gian ấy càng nhanh càng tốt nên tôi đã to tiếng và xô ngã bạ không ngờ lúc này chồng tôi đang đứng bên cạnh liền tát tôi một cái đau điếng anh nói rằng tôi đã đi quá xa và yêu cầu tôi phải xin lỗi bố mẹ chồng ngay lập tức quá sốc vì uất ức và tức giận tôi chẳng nói chẳng rằng bỏ ngay về nhà bố mẹ đẻ trong đêm đến nay đã được một tuần rồi cũng gần đến ngày nhà gái tổ chức hôn lễ ở thành phố mà chồng tôi vẫn không hề liên lạc khiến tôi vừa tức giận vừa lo chỉ là tôi không thể kìm được cơn nôn ọa tôi đâu có thể kiểm soát được bản thân trước cảnh tượng mà tôi chưa từng chứng kiến đó trong khi chồng cũng có một phần lỗi khi không hề nói tình trạng của bố anh cho tôi tôi có đáng bị lên án chỉ vì một điều không hề cố ý Bây giờ tôi phải làm sao đây Xin mọi người cho tôi một lời khuyên với Vâng Thưa quý vị Một câu chuyện cũng đầy trái ngang Cho một đôi cặp vợ chồng trẻ như thế này Người khó xử nhất là của cô gái trẻ này Mong rằng quý vị đưa ra những lời chia sẻ và bình luận Tiếp tục kính mong quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai Ngay sau đêm tân hôn con dâu mang hai cây vàng Trả lại bố mẹ chồng Trong đêm tân hôn Tôi và chồng ngồi bóc phong bì Và đếm số vàng cưới Chúng tôi dự định sẽ bán vàng cưới Để gửi ngân hàng Đợi khi nào đủ tiền sẽ mua đất Đêm đầu tiên ngủ ở nhà chồng Lạ nhà nên tôi tẩn trọc Không sao ngủ được Lúc dậy đi vệ sinh ngang qua phòng bố mẹ chồng Tôi thấy phòng vẫn sáng đèn nên nhẹ chân đi qua, không ngờ lại nghe thấy bố nhắc đến chuyện vạn nên dừng chân lại lắng nghe. bố trách mẹ là cho chúng tôi hai cây vạn mà cứ tiếc mãi, than phiền cả tuần nay khiến ông nhức đầu quá. mẹ chồng nói đó là tài sản dành dụng cả đời mới có được, cho đi rồi lúc ốm đau nằm viện biết lấy tiền đâu mà lo. bố bảo đến lúc đó tính sau, còn khỏe còn làm ra tiền lo lắng làm gì cho khổ Cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng khiến tôi nghĩ cả đêm Ngày sáng hôm sau Tôi bàn với chồng mang hai cây vàng trả lại bố mẹ Chồng tôi có vẻ vui lắm và khen vợ hiểu chuyện Thế nhưng Lúc mang vàng ra trả Thì bố mẹ đã cho chúng tôi trước mặt dòng họ hai bên Nên sẽ không lấy lại Bố bảo Chúng tôi cách đi làm vốn riêng Không phải nghĩ ngợi nhiều thấy bố không chịu nhận lại vàng Chồng tôi bảo vợ cứ cầm lấy cho bố mẹ vui lòng Bố không chịu nhận lại vàng Tôi đã lén lút đưa cho mẹ giữ Tôi bảo chúng tôi còn trẻ khỏe và làm ra được tiền Còn bố mẹ lớn tuổi rồi kiếm tiền rất là khó khăn Bây giờ lại cho chúng tôi hết số vàng tiết kiệm được Thì lấy gì mà chi tiêu Sau một lúc thuyết phục Cuối cùng mẹ cũng chịu nhận thế nhưng chẳng biết mẹ cất vàng kiểu gì mà ngày hôm qua bố phát hiện ra và yêu cầu trả lại cho chúng tôi ông bảo chúng tôi chê bố mẹ nghèo không chịu nhận vàng cưới lại còn lén lút trả lại vàng sau lưng khiến ông rất là buồn suy nghĩ của tôi và bố chồng đang trái ngược với nhau tôi thật sự không biết nói thế nào để hóa giải hiểu lầm và để bố chồng vui vẻ nhận lại số vàng đó vâng thưa quý vị hai câu chuyện đến đây là kết thúc tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe đưa ra những lời chia sẻ cũng như bình luận cho hai câu chuyện này và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo xin chào tạm biệt